Converse và các BST dự kiến phát hành vào tháng 07/2020. Điển hình tin tức Converse chắc 70x Fear of God lên kệ lần đầu tiên tại Việt Nam, thôi dường như đã mang cái nhiệt trở lại cho các đồ giày Việt Nam. Tháng 07 tháng của những siêu phẩm nhà Converse VN lên kệ. Xen kẽ các bộ collab đình đám, họ cũng mang về các BST thiên về sự đơn giản và easy match với mọi đối tượng. Converse chắc 70x Fear of God Essentials. Một sự kick off khá ấn tượng của Converse cho giới sneakerhead những thời gian gần đây, chính là một loạt các lịch lên kệ incubate đỉnh và chất. Global có thì Việt Nam, chúng ta cũng có và trong đó có kẻ mà ai cũng biết là ai, Converse chắc 70 Fear of God Essentials. Giá 2.800.000, ngày lên kệ, mùng 9 tháng 7 năm 2020, tại Converse Sài Gòn Center và Converse Vạn Hạnh Môn. Converse Vaporcell Pro X Pub Trading Company, thuộc một trong các incubate limited sắp tới của Converse VN, nhưng mang khẩu vị khá mới cho thị trường, về một sự tái phát triển văn hóa skater trở lại khi mượn tiếng nói của Silhouette Vaporcell, và sự collab khá chất lượng giữa Converse Cans, dòng chuyên về skateboarding, và ông anh tai to mặt bự thuộc hàng đầu mới nổi về phạm trù ván trượt đến, từ vùng đất Amsterdam được Hypebeast nhiều lần nhắc đến Pub Trading Company. Converse Vaporcell Pro X Pub Trading Company sẽ về Việt Nam với số lượng khoảng 24 đôi. Giá 2.300.000 2.400.000, ngày lên kệ 23 tháng 7 năm 2020, với vỏn vẹn 24 đôi tại Converse Saigon Center, Converse chắc 70 flame. Upper được sở hữu graphic flame chất ngất cháy đến gần khu vực hin, trên chất liệu Converse cao cấp của chắc 70 mang đậm giá trị cho fan của văn hóa punk rock. Chắc chắn các fan của nhà flame sẽ phải suy nghĩ rất nhiều đây. Giá 1.900.000 ngày lên kệ 23 tháng 7 năm 2020 tại các cửa hàng thuộc hệ thống Converse Việt Nam. Converse Signature chắc 70, dễ mi sen match và chỉ đơn thuần là chắc 70 Classic được cách tân ao lúc cùng dòng chắc tay lo được in nổi theo thiết kế watermark trên upper kèm theo là bộ profile cao cấp chắc nịch từ chắc 70 giúp Converse Signature chắc 70 dễ lấy lòng mọi đối tượng. Giá 1.900.000 2.000.000 ngày lên kệ 23 tháng 7 năm 2020 tại các cửa hàng thuộc hệ thống Converse Việt Nam. Converse chắc 70 Classic Bắc Mừn. Black size run từ những tháng đầu lên kệ Converse chắc 70, với phối màu Park Moon thuộc dòng có chắc 70 Classic khiến tất cả đối tượng đều hài lòng, vì độ dễ phối với mọi outfit, và hiển nhiên được điểm cộng vì sở hữu toàn bộ sự cải tiến của nền tảng chắc 70, trong năm 2020, bởi chất liệu vải cao cấp, in sôn bọt biểm phám hỗ trợ độ êm, và đường may tỉ mỉ cùng tôn màu kem nhã nhận tạo nên tổng thể khá fancy. Nếu để ý thì mọi người có thể thấy colorway Park Moon của Converse chắc 70 này, thường được định vị làm nền tảng collab với các ông lớn khác. Giá 1.900.000 2.000.000 ngày lên kệ, restart từ tháng 07 và hiện tại đã có mặt tại các cửa hàng thuộc hệ thống Converse Việt Nam, Converse chắc 70 Eagles. Tôn trắng chính là phối màu kinh điển quốc dân của mùa Backstreet Boys, nhưng ở đây, Converse sẽ tạo một sự thay đổi mới về bảng màu, sự lồng ghép giữa Original White. Thường thấy cùng màu kem Eagles sẽ chịu giúp chắc 70 Eagles, có thể trở thành must have item tiếp theo, sau chắc tay lo All Star quốc dân. Giá 2.000.000, ngay lên kệ, đã có mặt tại các cửa hàng thuộc hệ thống Converse Việt Nam. Xem thêm chi tiết tại Fanpage Converse Việt Nam, Instagram converse.vn converse.vn, website converse.com.vn. Nhấn nút subscribe để luôn nhận được những tin mới nhất.